Vâng, hiện nay là 7 giờ 20 phút. Lại thêm một ngày nữa, cuộc hành trình mới của bà con dân Loan tại khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn tiếp tục đi gõ cửa các bộ ngành thuộc lãnh đạo của Trung ương để tìm cán bộ ra xem xét giải quyết theo đúng quy định trình tự của luật pháp đã quy định. Rất nhiều ngày tháng nay và cũng rất là nhiều năm nay, những người dân tại khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đã phải bỏ nhà, bỏ cuộc sống mưu sinh, bỏ gia đình con cái để đi gõ cửa tất cả các bộ ngành tại Trung ương, gửi đơn xin được giải quyết theo đúng quy trình trình tự mà luật đã quy định. Nhưng đến tại thời điểm này, người dân Loan tại khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đều được chưa được phản hồi lại một bất kể vấn đề gì, khi mà đơn của họ đã được gửi đi rất nhiều nơi qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh, có thư bảo đảm và có phiếu bảo phát trả về, nhưng không có một phản hồi nào. Thậm chí bằng những con người bằng xương bằng thịt và bằng hơi thở, bằng tiếng nói của mình vẫn đang tiếp tục phải đi gõ cửa trực tiếp tại các cơ quan của lãnh đạo Trung ương để xin gặp cán bộ thuộc thẩm quyền chức năng ra xem xét giải quyết theo đúng quy trình trình tự theo luật đã quy định. Nhưng đến bây giờ không có một ai ra như thế này đây. Đây là hình ảnh của chúng tôi vẫn hàng ngày tiếp tục đồng hành, đồng thanh và lên tiếng để đi kêu cứu tại Trung ương. Rất nhiều ngày tháng năm, chứ không phải là một ngày, hai ngày nữa, mà cũng không phải là một tiếng, hai tiếng nữa. Bao nhiêu năm trời, bao nhiêu công sức, tiền bạc, sức khỏe, công việc chúng tôi phải bỏ lại sau lưng để đi gõ cửa, để xin kêu tên Đảng, tên Chính phủ, tên Quốc hội cũng như tên các bác lãnh đạo Trung ương cấp cao của nhà nước để sớm khẩn trương nhìn thấy những hình ảnh của chúng tôi, chỉ đạo và sớm khẩn trương giải quyết cho chúng tôi theo quy định nhà nước và giúp chúng tôi được thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ cũng như mà luật đã ban hành, mà Quốc hội đã soạn thảo ra những cái văn bản quy phạm pháp luật đó. Đây là hình ảnh của những người dân Loan tại khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn vẫn hàng ngày hiển hiện trên con đường mà nơi Bộ Chính trị cũng như các bác lãnh đạo Trung ương của cấp cao nhà nước. Và đây là tòa nhà Quốc hội, nơi mà đã xây dựng lên hiến pháp và pháp luật cũng như là văn bản quy phạm pháp luật để mang ra để thực thi một cách thực tế. Nhưng thực tế bây giờ, người dân Loan tại khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn vẫn đang đèo đéo hàng ngày, đầu đội trời, chân đạp đất để đi gõ cửa tất cả các bộ ngành và kêu tên Đảng, tên Chính phủ để làm sao cố gắng giúp chúng tôi được thực hiện theo đúng quy trình trình tự mà chúng tôi được quyền tố cáo những cái sai phạm của tỉnh nhà đã và đang trả đạp những quyền lợi của chúng tôi một cách trắng trợn như thế này đây. Hàng ngày chúng tôi vẫn đi qua đây, được ghi nhận qua các camera giám sát của an ninh đường phố nơi trung tâm Ba Đình này, cũng như là sự chứng kiến tai mắt của lực lượng an ninh nơi thủ đô. Họ báo cáo vào nhưng không hiểu lý do nguyên nhân làm sao. Đến giờ phút này vẫn không có ai ra được nhắc nhở đơn thư cũng như là tâm tư nguyện vọng của bà con được yêu cầu giải quyết theo đúng quy trình trình tự. Đây là hình ảnh của chúng tôi vẫn đang tiếp tục được truyền tải tại khu vực trung tâm Ba Đình. Phía trước mặt tôi là ban chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày ngày chúng tôi vẫn đi qua đây, ở tòa nhà Quốc hội. Cứu dân Loan Lạng Sơn. Thấy hình ảnh của dân Loan chúng tôi đây không bác ơi? Cứu dân Loan Lạng Sơn. Bác hãy chỉ đạo cho người đó, đó đủ quyền, đủ thẩm quyền vào cuộc đi bác ơi. Bye.
được bắt trọng bác Phúc ơi. Không biết từ trên xuống dưới thế này để cho cái núi Tham Nhũng ở tỉnh Lạng Sơn nó đồng hành trước hết nhà đất của dân chúng tôi rồi, bác trọng bác Phúc ơi. Đúng đấy, được không? Đây đất của dân không có quy hoạch, không có quyết định đáp lấy máy xúc máy ủi hết, nhà dân chúng tôi đi rồi, bác trọng bác Phúc ơi. Không có nhà, không có cửa ở, xây một chút rồi nêu tạm lên là các con cứ bình tĩnh đi, 5-10 phút cứ bình tĩnh đi thôi. Thế rồi, nhìn tí kìa. Đảng ơi, chính phủ ơi, bác chồng bác Phúc ơi, tỉnh Lạng Sơn lấy đất của dân không có quy hoạch, không có quyết định các ơi, lúa dân ngoan Lạng Sơn đã mang máy xúc máy ủi xuống cổ nhà dân hơn 10 năm nay rồi bác ơi, lúa dân ngoan Lạng Sơn đó là việc làm sai trái với luật pháp của Việt Nam mình đó bác ơi, lúa dân ngoan Lạng Sơn dân chúng tôi đi tố cáo nhiều năm nay rồi bác ơi, dân ngoan Lạng Sơn. Thế mà thanh tra chính phủ là tai mắt của trên, là bạn của dân, nhưng mà không gặp dân chúng tôi đâu bác ơi, chỉ đạo này cục cho cục một lên để thanh tra nhưng mà không gặp dân bác ơi. Thế mà về lại dám ra kết luận không đúng với những gì mà dân chúng tôi đi kêu cứu đâu bác ơi. Dân chúng tôi không đồng ý với kết luận đó, đã làm lá đơn thứ ba gửi vào thanh tra chính phủ số 1 Ngô Thị Nhậm nơi tiếp công dân của Trung ương Đảng bác ơi. 5 ngày sau chúng tôi đến lấy kết quả thì trả lại đơn chúng tôi bác ơi. Làm như vậy có đúng với luật pháp của Việt Nam mình không bác ơi? Đường đường là một nơi tiếp công dân của Trung ương Đảng đó bác ơi, mà làm ăn lại sai với luật pháp của Việt Nam mình như vậy có đúng, có được không bác ơi? Chúng tôi là những người dân thấp cổ bé họng, không có học nhưng vẫn hiểu được luật pháp của Việt Nam mình bác ơi. Bác hãy chỉ đạo cho người đủ thẩm quyền vào cuộc ra gặp chúng tôi đi bác ơi, chứ để thanh tra làm việc như thế này thì giết dân thôi bác ơi. Đảng ơi, chính phủ ơi, lũ dân ngoan Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn làm sai trái như vậy dân chúng tôi đi khiếu nại tố cáo nhiều năm nay rồi bác ơi. Lũ dân ngoan Lạng Sơn nhưng vẫn làm sai nữa bác ơi. Lũ dân ngoan Lạng Sơn vẫn cấp những quyền sổ đỏ khi chúng tôi đang đi tố cáo như này đây bác ơi. Lũ dân ngoan Lạng Sơn vì những quyền sổ đỏ đó mà nhường cho xã hội đen lại xuống còn nữa trên những cái ngôi nhà chúng tôi làm tạm lên để ở đấy bác ơi. Bác hãy chỉ đạo cho các bộ ngành đủ thẩm quyền vào cuộc đề nghị tỉnh Lạng Sơn dừng ngay cái việc cấp giấy cấp sổ đỏ, cấp giấy phép xây dựng này đi bác ơi, để người dân chúng tôi tạm ổn để đi kêu cứu như này đây bác ơi, chứ không chính quyền đã làm sai rồi bây giờ lại nhường cho xã hội đen một lần nữa thì dân chúng tôi biết sống vào đâu nữa bác ơi. Lạng Sơn, Đảng ơi, chính phủ ơi, cứu dân ngoan Lạng Sơn, các lãnh đạo trung ương ơi, cứu dân ngoan Lạng Sơn, có nghe thấy tiếng kêu cứu của dân ngoan chúng tôi không các bác ơi? Cứu dân ngoan Lạng Sơn, không phải một ngày hai ngày nữa bác ơi, cứu dân ngoan Lạng Sơn, nhiều tháng nhiều năm nay rồi các bác ơi, cứu dân ngoan Lạng Sơn. Dân chúng tôi cùng cực lắm rồi các bác ơi. Lạng Sơn, Đảng ơi, chính phủ ơi, bao nhiêu bất lợi, bao nhiêu bất lợi, chính phủ không che cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn đấy các bác ơi. Dân chúng tôi đi kêu cứu nhiều năm rồi mà không thấy có ai phản hồi được đây này. Bây giờ gửi đơn vào số 1 Ngô Thị Nhậm thanh tra chính phủ mà không nhận đơn chúng tôi. Có phải thanh tra chính phủ bao che cho tỉnh Lạng Sơn không hả các bác ơi? Thanh tra chính phủ bao che cho tỉnh Lạng Sơn đây các bác ơi. Chúng tôi nhận đi gửi đơn lại không nhận đơn chúng tôi.
để lùi xuống đây chị ơi. Cơ quan ở nằm ở tại vâng, đây là những cái tiếng kêu cứu của những người dân oan với cái nỗi niềm tâm tư nguyện vọng rất là đang bức xúc, khi mà những lá đơn của chúng tôi đáng nhẽ là phải được thụ lý theo quy định của pháp luật một cách đương nhiên, nhưng mà hiện nay những lá đơn đó tại trụ sở số 1 Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông là đại diện cho các cơ quan liên ngành của Bộ, từ Văn phòng Thủ tướng, Văn phòng Chủ tịch nước cũng như là Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và rất nhiều cơ quan nằm tại đó để đại diện nhận những chiếc lá đơn, để làm sao từ đó làm căn cứ tâm tư nguyện vọng cũng như đề nghị cũng như là những cái nội dung của người dân tại hai phường Vĩnh Trại chúng tôi đi tố cáo chính quyền tại nơi đây họ đã sai phạm những gì. Nhưng thật sự trớ trêu, những lá đơn của chúng tôi họ không nhận và trả về vì họ cho rằng những lá đơn này không biết gửi đi đâu để giải quyết. Chính vì vậy những cái nỗi niềm tâm tư nguyện vọng và cũng như những cái mà bà con được nói lên bằng tiếng nói của mình không được chấp nhận, như vậy có đúng với quy định của pháp luật hay không, mà chúng tôi rất đang bức xúc và đứng đây với cái hy vọng, với tâm tư nguyện vọng cũng như là với những cái mà bà con hiện nay đang mong mỏi, thì các bác lãnh đạo trung ương với những cái hình ảnh của chúng tôi đang được đứng đây và truyền tải qua camera giám sát an ninh đường phố cũng như là sự chứng kiến tay mắt của lực lượng an ninh nơi thủ đô mà các bác đang đi làm di chuyển qua những chiếc xe biển xanh như thế này, hình ảnh này sẽ được ghi nhận. Thế mong bác chỉ đạo và xem xét xem những cái nơi mà được giao trọng trách để mà thụ lý đơn cũng như là xem xét tổng hợp những cái tâm tư nguyện vọng của dân, thì tại sao họ lại không nhận đơn của chúng tôi là như thế nào. Đó là điều chúng tôi đang rất là mong mỏi và cầu mong rằng các bác lãnh đạo trung ương sẽ nhìn nhận thấy một cách thực tế thế này để sớm chỉ đạo giúp chúng tôi được sớm được thụ lý theo đúng quy trình trình tự để được yên tâm trở về địa phương và chờ đợi để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đây là hình ảnh của chúng tôi. Mong các bác hãy sớm khẩn trương làm sao giúp những người dân của chúng tôi sớm được khẩn trương giải quyết một cách thực tế, một cách đúng đắn theo đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng mà văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước Đảng Chính phủ Việt Nam đã ban hành, để sớm khẩn trương giải quyết cho chúng tôi. Lạng Sơn đấy anh ạ, anh Nhuận ạ, Lạng Sơn nhà em hết đấy. Chỗ nào hả? Lùng lùng hiện là cái gì?
Đất đai à? Vâng, đây là dân oan của tỉnh Lạng Sơn đây. Các chị là ở đâu nhỉ? Các chị ở Lạng Sơn, ở Hữu Lũng Lạng Sơn. À vâng, chị ở Hữu Lũng Lạng Sơn à? Vâng. À, các chị xuống đây đông không ạ? Hôm nay xuống đoàn xuống đây đông. À thế à, cũng đối oan ức là nhà cửa mất đất cất cát đấy phòng của chị. Mất đất đai, nhà cửa dụng đất. Vâng. Thế là cái dự án của các anh các chị là dự án gì ạ? Lấy đất về để làm gì ạ? Khu đô thị mới. À vâng, thế thì cũng cùng cái phần diện tích lớn là phân lô bán nền. Cũng là Lạng Sơn đây ạ. Ở đây là Hữu Lũng. Đây này chúng tôi sẽ cùng cứu với nhau. Vâng. Không biết nhau, xa nhau, cách xa nhau gần. Lấy đất đấy nó không công khai minh bạch. Đấy, thậm chí là không cho dân họp biết cái kế hoạch gì cả. Dân không được ban bạc, không được biết họp để lấy ý kiến của dân gì cả. Coi tự ý coi là các tự lập ra cái đồ án thiết kế mà dân không đồng ý. Đã rất nhiều lần coi là nhân dân có đơn thư và có phản đối các kiểu, nhưng mà cấp tỉnh thì đùn nó cho cấp huyện lại đùn đến cấp tỉnh, hai cấp là đùn đẩy nhau. Cho nên hôm nay chúng tôi xuống trung ương để nhờ các vị lãnh đạo trung ương coi như là giúp chúng tôi là giải quyết những cái bức xúc của nhân dân. Mà trong cái đó là dự án thì trước đây là đã dự án treo không thành công hàng 12 năm nay rồi, nhân dân rất khổ về tinh thần và vật chất, không cho xây nhà, không cho trồng cây lâu năm, không cho làm những cái việc mà chúng tôi đáng phải làm, cho nên là rất thiệt hại về kinh tế và tinh thần. Nên là chúng tôi muốn xuống để chia sẻ tất cả những các lãnh đạo và giúp chúng tôi là giải quyết được cái dứt điểm cái việc này đi để cho nhân dân đỡ khổ. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những cái nỗi niềm cũng đồng hành với bà con tại khối 2 của Vĩnh Trại. Thì chúng tôi cũng đang có một cái nỗi oan ức như thế, thì tôi cũng mong mỏi rằng là bà con cũng nên đi theo đúng cái chính sách đường lối của Đảng, và cũng như là cái nỗi oan ức của mình, những cái gì mà mình không đồng ý và những cái gì sai trái thì mình nên chỉ ra để làm sao là đến tay các bác lãnh đạo trung ương tại tỉnh nhà ở tỉnh Lạng Sơn. Thì bây giờ hiện nay là đang độ tồn tại như này. Vâng, cảm ơn anh ạ. Tại số nhà 32 Nguyễn Đắc Liêu, phường Trung Bạch, có bằng khoán điện sổ số 929. Vâng, đây là dân oan tại khối 2 vùng Vĩnh Trại, cùng đồng hành là dân oan của tỉnh Lạng Sơn. Họ cũng đã rất nhiều oan ức và đến bây giờ là đã cùng đồng hành xuống đây. Và đây là chúng tôi hiện nay là dân oan của tỉnh Lạng Sơn, đang đứng đây trước cửa nơi làm việc của Bộ Chính trị nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà các bác lãnh đạo trung ương đang làm việc. Và với hình ảnh mong mỏi này sẽ được truyền tải tới tất cả các bác lãnh đạo trung ương. Và những hình ảnh đó là hình ảnh thực tế của chúng tôi đang đi kêu cứu tại Trung ương. Vì là chính quyền của tỉnh Lạng Sơn, họ đã bao che và họ làm việc một cách không đúng thực tế, đẩy những người dân vô tội vào hoàn cảnh như này. Và bằng mọi cách, cũng như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã ra rất là nhiều lần ý kiến nêu lên trong cái buổi hội nghị, rằng đây là những diễn biến của những cán bộ thoái hóa về đạo đức và không làm đúng với thực tế, để tự diễn biến, tự chuyển hóa, để chụp đầu ban hành những cái văn bản không đúng thực tế với lại của nhân dân của tỉnh Lạng Sơn. Bây giờ hiện nay là chúng tôi vẫn đang đứng tại nơi đây, mong rằng là các bác lãnh đạo trung ương hãy sớm khẩn trương để giúp chúng tôi được giải quyết theo đúng quy trình, trình tự và thực tế. Một đường lối, sai không sửa, đúng không đã, vi phạm không xử lý. Yêu cầu là thực hiện để cho dân được nhờ, cứu dân Đảng ơi. Một cửa Việt ơi, đi không có đen đâu, đâu đâu xe đi đi sang bên kia. Đây là hình ảnh của những người dân loan tại tỉnh Lạng Sơn chúng tôi đây ạ. Vâng, rất đông và rất nhiều. Bởi vì là chúng tôi chỉ đại diện cho một số thôi, còn tất cả nhất rất là nhiều dân oan tại tỉnh nhà đã và đang bị chà đạp một cách trắng trợn nhưng không có điều kiện, và cũng như là không biết đường đi lối lại để làm sao. Chúng tôi bị như thế này đây, đây là hình ảnh của chúng tôi. Chúng tôi thực sự xin tha thiết Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Nhà nước Việt Nam hãy giúp chúng tôi sớm khẩn trương để ổn định cuộc sống và được thực hiện
giải quyết theo đúng quy định trình tự thủ tục mà nhiều năm nay người dân Loan của chúng tôi đã phải đi tìm và đi ăn mày pháp luật để xin pháp luật về cho tỉnh nhà, nhưng thực sự đến giờ phút này vẫn chưa được ai giải quyết một cách đúng đắn, một cách thực tế cụ thể và công tâm khách quan minh bạch với trách họ cậy quyền cậy chức và thoái hóa đạo đức lương tâm nghề nghiệp để rồi tự chuyển biến, tự chuyển hóa tất cả sự mọi sự việc và trụm đầu ban hành ra những cái văn bản, tất cả những cái văn bản đều bất lợi cho người dân chúng tôi như thế này. Chính vì vậy chúng tôi không đồng ý mà đã phải xuống Trung ương để đi kêu cứu với tất cả các bác lãnh đạo Trung ương, với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, với đường lối chính sách của Đảng, bảo vệ dân, bảo vệ Đảng, thì hãy giúp chúng tôi sớm khẩn trương giải quyết đúng đắn và đúng quy trình trình tự về để cho chúng tôi được nói lên tiếng nói của mình một cách chính thống, có căn cứ pháp lý, và từ đó để mà làm căn cứ đấu tranh những cái mà chúng tôi đang cần. Vâng, đây là những tâm tư nguyện vọng của những bà con tại tỉnh Lạng Sơn chúng tôi đây ạ. Mặc dù chúng tôi đi gặp rất nhiều sự cản trở cũng như là cái thời tiết và những cái vất vả khổ sở, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng kiên trì, kiên nhẫn và quyết tâm sẽ đồng hành để bảo vệ đường lối chính sách của Đảng, bảo vệ với những cái mà pháp luật đã đang quy định. Nên chúng tôi vẫn phải đứng đây để vạch mặt loại bỏ lợi ích nhóm tham nhũng họ đang bao che cho nhau để đẩy mọi cái khó khăn bất lợi lên đầu người dân tại khối hai phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn nói riêng và nhiều dự án trên tỉnh Lạng Sơn nói chung. Đây là hình ảnh của chúng tôi với những chiếc xe biển xanh. Các bác lãnh đạo Trung ương hãy nhìn nhận thấy và sớm khẩn trương để mà giúp chúng tôi được giải quyết một cách triệt để, một cách đúng đắn và đúng với tâm tư nguyện vọng mà người dân chúng tôi tới luôn. Chúng tôi đây ạ. Đó là Việt Nam. Cảm ơn tất cả các bạn đã và đang động viên những người dân chúng tôi. Chúng tôi rất cảm động khi những cái nỗi niềm này chúng tôi không riêng lẻ, đang có tất cả cộng đồng mạng cũng như các bạn đang quan tâm và đang đồng hành và thấu hiểu, chia sẻ cái nỗi khổ của bà con của chúng tôi tại tỉnh Lạng Sơn. Và hãy giúp chúng tôi để có thêm một tiếng nói, có thêm một hành động để bảo vệ pháp luật, bảo vệ những đường lối chính sách của Đảng, mà cũng như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã và đang kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy chung tay để mà chống tham nhũng lợi ích nhóm và những cái cán bộ thoái hóa về đạo đức, để mà tự diễn biến, tự chuyển hóa, để đẩy những người dân vô tội và mọi cái bất lợi đều đẩy lên những người dân của chúng tôi phải chịu ở tỉnh Lạng Sơn như thế này đây. Các vị không có ý kiến của dân ở trong đó bác ơi. Một nỗi đau cay đắng, quan trọng hai thế hệ xuyên thế kỷ của con người mà đến nay vẫn chưa được giải quyết, thì hỏi là đường lối luật pháp như thế này đây. Cứu dân Oan Lạng Sơn! Cứu dân Oan Lạng Sơn! Cứu dân Oan Lạng Sơn! Đi sang bên kia đi. Đảng ơi, chính phủ ơi, dân Oan Lạng Sơn. Ba khúc ban chào cơ.
dân ngon Lạng Sơn. Vâng, đây là đường Nguyễn Cảnh Trân, nơi mà các cơ quan của các ban lãnh đạo trung ương, bộ chính trị làm việc trong này, từ ban nội chính cũng như là ban kiểm tra trung ương đảng. Với hình ảnh để của chúng tôi là trước mặt chúng tôi và trên đầu chúng tôi là các camera giám sát an ninh đường phố, để làm sao mà giúp chúng tôi để mà truyền tải vào trong đó với hình ảnh này, giúp chúng tôi từ từ con ơi, cô lấy hình ảnh ở đây các bác vào xong rồi. Và chúng tôi sẽ làm sao để lấy những cái hình ảnh này để các bác sẽ nhìn nhận thấy, để giúp chúng tôi để mà giải quyết khẩn trương. Vẫn đi theo đường lối chính sách của Đảng mình bác ơi. Các lãnh đạo trung ương ơi. Các bác lãnh đạo trung ương ơi. Đây những chiếc xe vẫn đang di chuyển vào trong, và những hình ảnh này của chúng tôi hàng ngày vẫn được đứng đây và chờ đón tất cả các bác lãnh đạo trung ương đi làm về, và cũng như là đi làm nhìn nhận thấy. Quyên vào cuộc để giải quyết cho dân chúng tôi đi bác ơi. Chúng ta làm sao không? Người ta bảo ăn cơm mới làm nên là đặc biệt, nhưng mà bây giờ chúng tôi nhà cửa không có thì làm gì mà các con các cháu chỉ đi học vào lớp giải quyết. Nên là sao chỉ gặp các quan thôi, không gặp dân chúng tôi đâu bác ơi. Số 11 thì nhập là chỗ tiếp dân chúng tôi, nhưng mà không nhận ra của chúng tôi là nơi dân chúng tôi làm. Đi bà con ơi. Thiếu thủ ngay nhập của dân Loan Lạng Sơn. Thiếu dân Loan Lạng Sơn. Vâng, đây là những dân oan của tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi vẫn đang đồng hành, đồng thanh nắm chặt tay nhau để đi xuống dưới trung ương kêu cứu như thế này đây ạ. Đây là hình ảnh bằng con người, bằng xương, bằng thịt, cũng như là hơi thở, tiếng nói của chúng tôi đã và đang muốn để nói lên tâm tư, nguyện vọng cũng như là nỗi niềm bức xúc tại tỉnh nhà đã bị chính quyền nơi đây họ ép cửa quyền, họ lấy những cái quyền và tự diễn biến, tự chuyển hóa đó để mà đẩn những người dân của chúng tôi vào cảnh như thế này đây. Đây là hình ảnh của chúng tôi vẫn đang được truyền tải tại khu vực nơi trung tâm Ba Đình, thủ đô Hà Nội, sẽ được ghi nhận qua các cái camera giám sát an ninh đường phố nơi thủ đô, cũng như là sẽ được sự chứng kiến của tay mắt lực lượng an ninh nơi thủ đô làm việc như thế này. Đây là hình ảnh của chúng tôi vẫn đang được truyền tải tại khu vực trung tâm Ba Đình, nơi mà Bộ Chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã và đang làm việc. Với hình ảnh này mong mỏi sẽ được ghi nhận một cách thực tế, đúng đắn và để truyền tải vào, để làm sao các bác lãnh đạo trung ương sớm khẩn trương nhìn nhận thấy, chỉ đạo và làm sao có người cán bộ thực sự có tâm, có đức và có tầm, với trách nhiệm công khai minh bạch, để giúp chúng tôi thực hiện giải quyết theo đúng với quy trình trình tự của luật pháp của Việt Nam. Bởi vì người dân chúng tôi tuy rằng thấp cổ bé họng, nhưng không có được điều kiện ăn học được chuyên môn như các cán bộ, nhưng chúng tôi vẫn thượng tôn pháp luật đến hàng đầu và luôn luôn sẽ được đi theo con đường chính sách của Đảng và Nhà nước mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã bao nhiêu năm để hy sinh cả cuộc đời gây dựng nên, với cái mục tiêu, mục đích của chúng tôi bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và bảo vệ với đường lối chính sách của Đảng. Chúng tôi sẽ vẫn kiên trì và quyết tâm để làm sao chỉ rõ những cái cán bộ đã thoái hóa biến chất để tự diễn biến, tự chuyển hóa, trùm đầu vào ban hành những cái văn bản bất lợi cho người dân, để đẩy những hoàn cảnh của người dân chúng tôi vào hoàn cảnh như thế này. Đây là hình ảnh của chúng tôi vẫn đang được truyền tải trực tiếp trên khu vực này. Mong rằng các bác lãnh đạo trung ương và các bạn
đã và đang xem livestream này của chúng tôi, hãy giúp chúng tôi thêm một hành động, thêm một tiếng nói và lan tỏa để làm sao chúng ta bảo vệ luật pháp, bảo vệ quyền lợi của những người dân được một cách đúng đắn, thực tế như thế này. Vì quyền lợi hợp pháp của mình, chúng tôi sẵn sàng để nói lên những cái nỗi niềm tâm tư và những cái sai trái mà chính quyền của tỉnh Lạng Sơn đã và đang làm để đẩy những cái điều khốn khổ, khốn nạn của chúng tôi ra đường và rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này đây. Để lấy hình ảnh của các bác ban chấp hành để lấy hình ảnh vào để cho truyền tải vào bên trong, chỉ cần thế thôi, đông quá bên kia không đứng được.
không đứng được nổi. Đứng đây, đây là văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng số 1A Hùng Vương và hình ảnh này của những người dân Loan tại khối 2 phường Bến Trại cùng đồng hành với lại dân Loan của tỉnh Lạng Sơn hiện nay đang đứng đây và mong rằng những hình ảnh này sẽ được truyền tải qua camera ngay cổng làm việc của các bác. Đây, những chiếc camera giám sát đây đang ở cổng của các bác đây. Và những hình ảnh này là mong rằng là sẽ làm sao sớm khẩn trương giúp chúng tôi ra những cái văn bản và gọi điện lên để làm sao giải quyết dứt điểm. Nhưng mà trên thực tế hiện nay những chiếc lá đơn đó của chúng tôi đã và đang gửi đi tất cả các nơi rồi, nhưng mà vẫn không ai để ban hành ra cái văn bản để mà tiếp nhận đơn. Những cái lá đơn của chúng tôi theo đúng quy định của nhà nước. Đây không ra ở đây. Về Hà Đông á. Ra về xong kia. Bây giờ á. Không cần xe đâu, chỉ bọn chị thôi. Đúng rồi đi. Vâng, đây là hình ảnh của những người dân Oan tại tỉnh Lạng Sơn chúng tôi đây ạ. Từ những người Oan ức đang có nhà ở ổn định, chính quyền họ nơi đây, họ đã và đang tiếp tục lấy những cái phần đất này để mang đi phân lô bán đấu giá, cũng như là việc thu hồi đất không đúng với quy định của nhà nước. Dân đang ở ổn định, mà đấy là nguồn sống và nguồn sinh sống mưu sinh của các hộ gia đình đã bị đẩn đi, cũng như tại khối 2 phường Bến Trại, thành phố Lạng Sơn đã và đang bị trà đạp một cách trắng trợn như thế này. Đây nha, đây hay bên kia. Đây đi đây cho má. Vâng, hiện nay chúng tôi vẫn đang đồng hành, đồng thanh và đứng tại khu vực này. Trước mặt chúng tôi là văn phòng thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nơi trục đường này. Và ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi sẽ gõ cửa tất cả các bộ ngành của lãnh đạo trung ương khi trước khi là di chuyển vào nơi làm việc. Và sau đó chúng tôi vẫn phải ngồi đây với những hình ảnh và những con người bằng xương bằng thịt này sẽ nghỉ ngơi và tiếp tục tí nữa lại tiếp tục lại gõ cửa tất cả các ban bộ ngành để làm sao những hình ảnh của chúng tôi sẽ được truyền tải và được ghi nhận một cách thực tế để giúp chúng tôi được sớm giải quyết theo đúng quy định trình tự thủ tục mà nhà nước đã quy định, kể cả khi việc ban hành quyết định thu hồi đất với chúng tôi đã đúng với quy định chưa và đã đúng với lại cái văn bản quy phạm pháp luật mà luật đã quy định, để từ đó đấu tranh ra những cái sai phạm và cũng như là cái thực tế mà người dân đang mong mỏi và muốn nói lên cái điều nỗi niềm tâm tư nguyện vọng của mình. Vì cuộc sống đang ở ổn định thì những cái chính quyền và cũng như là một số cán bộ này họ đã cố ý làm trái pháp luật
để lấy những cái phần diện tích đất của chúng tôi đang sinh sống ở ổn định để mang đi phân lô bán đấu giá thì có đúng với quy định nhà nước hay không, để đẩy những người dân chúng tôi ra đường để cướp đi những cái quyền mưu sinh và cũng như là cái thu nhập hàng ngày của chúng tôi để sinh sống, và họ lấy đi, họ mang đi, họ bán gấp trăm gấp nghìn lần như thế này, thì liệu rằng mọi người nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy có cảm thấy oan ức và cũng như là cảm thấy đúng với lại các cái văn bản quy phạm pháp luật mà luật đã quy định hay không? Đó là những cái tâm tư nguyện vọng của chúng tôi muốn đến đây để nói lên bằng tiếng nói của mình, mong rằng Quốc hội và các bạn lãnh đạo Trung ương đã xây dựng lên những cái văn bản đó thì hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi còn biết đường mà đấu tranh và cùng chung tay chống lại lợi ích nhóm cũng như là tham nhũng và những cán bộ thoái hóa biến chất về đạo đức lối sống để mà cửa quyền áp đặt, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đẩy những người dân chúng tôi vào hoàn cảnh như thế này. Đây là hình ảnh của người dân Oan tại tỉnh Lạng Sơn chúng tôi. Mong rằng cộng đồng mạng cũng như tất cả những các bác lãnh đạo Trung ương với trách nhiệm với Đảng, với dân hãy giúp chúng tôi để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và cũng như là bảo vệ đường lối chính sách của Đảng và pháp luật đã ban hành. Tôi xin được tạm dừng cái clip của chúng tôi để chúng tôi nghỉ ngơi và mong rằng các bạn đã và đang xem những cái live stream của chúng tôi hãy giúp chúng tôi chia sẻ, lan tỏa những cái hình ảnh mà những người dân Oan tại tỉnh Lạng Sơn của chúng tôi đã và đang phải gánh chịu, và để làm sao giúp thêm cái phần để mà nhìn nhận được đấu tranh, loại bỏ những cái xấu xa và để bảo vệ những cái điều đúng đắn mà bác Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong các hội nghị là phải biết bảo vệ cái lẽ phải và đấu tranh loại bỏ những cái sai trái để mà dứt điểm, cương quyết, không thể mà cho những cán bộ thoái hóa về lương tâm, đạo đức của một con người để mà đứng trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta. Đây là những cái điều mà mong mỏi của những người dân tại tỉnh Lạng Sơn của chúng tôi. Tôi xin được chân thành cảm ơn tất cả các bạn và hãy giúp chúng tôi để mà có thêm một cái hành động để bảo vệ với những cái quyền lợi hợp pháp của người dân cũng như là bảo vệ với lại đường lối chính sách của Đảng và pháp luật. Tôi xin được dừng tại nơi đây và cảm ơn tất cả các bạn đã và đang xem cái live stream này.